Chào mừng quý vị đến với chương trình Bình luận Thời sự tối thứ Sáu, ngày 13 tháng 8 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, sau phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng nói trước cái hội nghị của chính phủ rằng tiền nhiều để làm gì và đã nổ ra những cái cuộc thảo luận trên mạng xã hội, có rất nhiều ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng ở lại giữ chức vụ Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ ba vi phạm điều lệ đảng mà ông còn ở lại để làm gì? Hay là ông muốn ở lại để ông tiếp tục hưởng lương của đảng và nhà nước? Thưa quý vị, theo ý kiến chúng tôi, tiền lương cao nhất của những chức vụ cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đó là chức vụ Chủ tịch nước thì tiền lương cũng không quá 20 triệu đồng. Chúng tôi nói những điều đó để quý vị thấy các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung hay Nguyễn Phú Trọng nói riêng, họ làm việc không phải bởi vì tiền. Đối với riêng ông Trọng thì người ta ngoài những cái quyền lực chính trị trong cương vị Tổng Bí thư, một cái quyền lực bất khả xâm phạm cũng như quyền sinh quyền sát đối với các thuộc cấp của mình, nó là những cái quyền lợi lớn hơn. Rồi mới nói tới chuyện tiền bạc, đó là chúng tôi chưa kể tới những cái chuyện đặc quyền đặc lợi riêng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các cái đảng viên, đặc biệt lực lượng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, nếu quý vị biết rằng các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam họ có những cái đặc quyền, đặc lợi bởi vì khi họ được phòng hay đặt vào những cái ghế quyền lực thì lập tức hàng loạt các cái bổng lộc kéo theo, đó là dinh thự, xe hơi, người hầu, kẻ hạ, tất cả những điều đó đang chờ đón đối với các quan chức Việt Nam hiện nay. Đó là lý do người ta ganh đua, người ta chạy trọt, người ta bỏ ra những cái số tiền khổng lồ để có được những cái chức vụ quyền lực. Như quý vị đã biết, trước đại hội 13 có một cái thông tin liên quan tới một phụ nữ đã bỏ ra 27 tỷ đồng Việt Nam, tức là khoảng 1.112.000 đô la Mỹ để mua vô cái chức vụ phó vụ trưởng trong văn phòng của phó thủ tướng. Chúng tôi nói những điều đó để quý vị biết rằng những cái đặc quyền đặc lợi đối với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung hay các cái đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nó có rất nhiều. Đó là ví dụ như do vì sao người ta đua nhau, thậm chí bỏ tiền ra để mua cái chiếc đảng viên. Thưa quý vị, chớ chiều chồng Nguyễn Phú Trọng, mấy ngày 11 tháng 8 Nguyễn Phú Trọng nói cái câu tiền bạc nhiều để làm gì, bởi vì chết có mang theo được đâu. Thì thưa quý vị, ngay lập tức ngày hôm sau 12 tháng 8 năm 2021, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin Bí thư Thành ủy thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ông Trần Nam Hưng đã cho Tổng Bí thư một câu trả lời tiền nhiều để làm gì liên quan tới cái việc Bí thư Thành ủy thành phố Tam Kỳ, tức là tương đương với chức vụ Bí thư huyện ủy mà thôi. Ông Trần Nam Hưng còn có tiền để đưa con sang Mỹ du học. Và thưa quý vị, liệu ông Trần Nam Hưng có mua nhà, mua cửa cho con cái cho con cái sang Hoa Kỳ học như Nguyễn Xuân Phúc hay không? Rồi sau đó có mua một suất định cư sau khi con cái của ông Trần Nam Hưng tốt nghiệp hay không? Xong, một cái điều quan trọng hơn đó là một cái câu trả lời mạnh mẽ đối với Tổng Bí thư ông Nguyễn Phú Trọng. Người ta có tiền để đưa con sang Mỹ du học. Đó chỉ là một trong những hàng nghìn lý do mà các quan chức Cộng sản Việt Nam hiện nay người ta tiến hành tham nhũng, vơ vét tài sản của đất nước, của nhân dân. Trên mạng xã hội người ta nói cái tát đầu tiên của Trần Nam Hưng đối với Nguyễn Phú Trọng, vậy Nguyễn Phú Trọng đã thỏa mãn chưa hay cần phải nói thêm? Một cái điểm đáng chú ý, thưa quý vị, tất cả các cái bài báo mà truyền thông nhà nước đưa tin về vị ông Trần Nam Hưng đã gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam xin phép cho phép ông Trần Nam Hưng sử dụng ô tô để đưa con gái của mình ra sân bay Nội Bài tại Hà Nội để lên cái chuyến phi cơ bay sang Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, tất nhiên một cái đề nghị của ông Trần Văn Nam đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp nhận. Thưa quý vị, vấn đề một quan chức của huyện mà xin sử dụng ô tô của nhà nước tất nhiên nó có phần sai, nhưng chúng ta phải thông cảm trong cái hoàn cảnh đại dịch Covid-19. Còn ông Bí thư thành phố Tam Kỳ Trần Nam Hưng đã có đầy đủ hồ sơ để đi du học ở Hoa Kỳ thì chúng ta cũng nên thông cảm.
dù rằng những cái điều đó nó vượt quá thẩm quyền, bởi vì trong cái quy định sử dụng xe công không có cái danh mục đó. Nhưng thưa quý vị, ví dụ nhiều Trần Nam Hưng có xe riêng mà muốn sử dụng cái xe riêng đó đi lưu thông trên đường từ Tam Kỳ ra đến Nội Bài, chắc chắn sẽ còn rất nhiều những cái tuyến kiểm soát. Thưa quý vị, theo đánh giá một cái cụ từ, chắc chắn ông Trần Nam Hưng không phải chỉ muốn lợi dụng xe công để tiết kiệm cái tiền xăng dầu hay tiền của tài xế, mà vấn đề là sử dụng xe biển xanh nó sẽ có thuận lợi hơn trong cái việc vượt những cái trạm kiểm soát ở các tỉnh hiện nay trong đại dịch Covid-19. Song một cái vấn đề đáng nói hơn là cái vấn đề ông Trần Nam Hưng sử dụng xe công, đó là một cái bí thư huyện ủy như ông Trần Nam Hưng lấy đâu ra tiền để đưa con sang du học ở Hoa Kỳ, trong khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là yêu cầu những cán bộ đảng viên phải trong sạch. Vậy tại sao trong những trường hợp cụ thể mà mạng xã hội đang dấy lên trong những ngày này, người ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng không đặt một cái dấu hỏi đối với ông Trần Nam Hưng và yêu cầu Trần Nam Hưng phải giải trình lấy tiền đâu ra để đưa con đi du học? Thưa quý vị, đó là một cái câu hỏi thì dễ nhưng trả lời là rất khó, bởi vì tất cả các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam cỡ cấp huyện như Trần Nam Hưng trở lên, người ta có những cái tài sản mà quý vị không thể tưởng tượng được. Cái chuyện người ta đưa con đi du học ở Hoa Kỳ là một cái chuyện quá nhỏ đối với họ, và ông Nguyễn Phú Trọng có muốn người ta minh bạch cũng không thể yêu cầu được. Vì đã hỏi một Trần Nam Hưng thì phải hỏi hàng vạn, hàng chục vạn các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ cấp huyện, cấp xã cho tới trung ương, các anh lấy đâu tiền ra để cho con đi du học nước ngoài? Trong cái lúc quý vị đã biết lương cao nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay nó chỉ ở cái mức 20 triệu đồng, tương đương với 800 đô la Mỹ. Nó chưa đủ một nửa cái vé máy bay một chiều từ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong xã hội loài người, xét về mặt lý thuyết, người ta nói chỉ khi nào xã hội tiến tới cái hình thái cộng sản, khi ấy mọi người mới được bình đẳng, và khi đó mới hết đặc quyền, đặc lợi. Song thưa quý vị, một cái điều rõ ràng rằng hiện nay, những người dân Việt Nam, nhiều quý vị và trước đây có cả tôi, chúng ta vẫn nghe tuyên truyền của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là bao giờ có chủ nghĩa cộng sản hiện hữu ở trên đất Việt Nam, thì lúc đó mọi người có thể làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Nhưng thưa quý vị, người ta nói có sống lâu như ông Bành Tổ cũng chẳng bao giờ mà nhìn thấy thêm đường, cùng làm cùng hưởng rồi chia sẻ bình quân bình đẳng. Song một cái điều mà hiện hữu ở Việt Nam cũng như tất cả các xã hội độc tài cộng sản, đó là người dân thì vất vả, ăn không đủ no, mặc chưa đủ ấm. Nhưng các cái quan chức cộng sản Việt Nam họ có các cái đặc quyền đặc lợi mà có thể nói họ đã được tiêu xài, sống trong một cái xã hội cộng sản, họ được hưởng theo nhu cầu, họ muốn gì họ có nấy. Thưa quý vị, lâu nay chúng ta cứ nhắc đến cái từ đặc quyền, nhưng ít người hiểu đặc quyền là gì. Mà quý vị cần phải hiểu rằng đặc quyền tức là quyền lợi đặc biệt dành cho một cá nhân hay một nhóm người hay một giai cấp nhất định trong xã hội. Theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh thì đặc quyền tức là một cái quyền lợi đặc biệt. Nói đơn giản để cho những người chưa hiểu rõ thì quý vị có thể so sánh trong cái vụ án đại Nguyễn Duy Linh, con trai của Thượng tướng kiêu Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng đã bị khởi tố về cái tội nhận hối lộ, trong khi Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm hay Hồ Hữu Hòa là các nhân vật có liên quan. Như Hồ Hữu Hòa bị khởi tố về tội môi giới hối lộ, Vũ Nhôm khởi tố về tội đưa hối lộ. Nhưng thưa quý vị, trong kết luận điều tra của cơ quan an ninh điều tra trước đây, người ta nói có người đưa, có người môi giới, nhưng không chỉ ra được người nhận. Thậm chí người ta nói những cái nghi vấn đối với đại tá Nguyễn Duy Linh, phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo, cũng chỉ là những cái nghi vấn mà hoàn toàn không có các chứng cứ để chứng minh. Chúng tôi ví dụ như vậy để quý vị thấy Nguyễn Duy Linh, con trai của Nguyễn Văn Hưởng, có những cái đặc quyền đặc biệt. Rồi trong những cái vụ án tham nhũng liên quan tới Phan Văn Anh Vũ trong việc thâu tóm các cái công sản nhà nước để trục lợi lớn,
thì quý vị đã thấy các Thứ trưởng Bộ Công an, đó là Thượng tướng Trần Việt Tân hay Trung tướng Bùi Văn Thành, họ đã có những sai phạm làm thất thoát tài sản của nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, vậy mà chỉ nhận những cái bản án nhẹ hều. Thưa quý vị, cái vấn đề đặc quyền đặc lợi ở Việt Nam hiện nay, truyền thông nhà nước, đặc biệt là các cái tạp chí Cộng sản hay báo Quân đội Nhân dân, báo Nhân dân, người ta nói rất nhiều về vấn đề này. Và nếu quý vị chỉ cần đánh từ khóa đặc quyền hay đặc lợi thì lập tức có hàng triệu các cái kết quả trong vòng chưa đầy một giây. Theo báo Quân đội Nhân dân cho biết, đặc quyền đặc lợi hiện nay trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, điều đó nó quét sâu thêm khoảng cách giữa quan và dân, nó hình thành các cái đẳng cấp trong xã hội, và điều đó nó làm sâu thêm những cái bất công, nó làm cái động lực phấn đấu của cán bộ công chức, và điều đó nó hậu thuẫn cho cái tình hình gia tăng việc xin cho chạy chức chạy quyền, từ đó dẫn tới các vấn đề hối lộ đút lót, và điều đó nghiêm trọng, nó đã làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, thậm chí đã khiến cho nhân dân một cái bộ phận lớn họ bày tỏ thái độ khinh, thậm chí ghét lãnh đạo của chúng ta. Thưa quý vị, cái quyền đặc lợi của những người cộng sản thực ra nó đã có từ rất lâu, nhưng dứt khoát một điều đối với quý vị phải hiểu, đó là trong cái thời gian chiến tranh hay trong thời gian mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ giành cái quyền lực thì điều đó nó không xảy ra. Bởi vì thưa quý vị, lúc đấy Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những cái lãnh đạo thế hệ đầu, người ta đang phấn đấu gian khổ để lôi kéo dân chúng vào một cái cuộc gọi là thực hiện lý tưởng chung trong một cái xã hội không chấp nhận những cái hành vi giành chiếm độc quyền hay mưu lợi cá nhân. Vào cái giai đoạn đầu hay kể cả cái thời kỳ trứng nước thì các cái lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn họ không có đặc quyền đặc lợi, mà lúc đó nói tới đặc quyền đặc lợi theo báo Nhân dân thì đó chỉ là những cái đặc quyền xung phong lên tuyến đầu, xả thân để chiến đấu, tắm máu xa trường để lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược. Thưa quý vị, đó là những cái lý luận của báo Quân đội Nhân dân. Song thưa quý vị, về mặt lý thuyết, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay họ vẫn luôn luôn nói chính quyền ở Việt Nam hiện nay là một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tuy nhiên, những cái điều mà người ta nói với dân chúng hoàn toàn không có trên thực tế. Và điều đó đã khiến cho tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế nổi tiếng của Việt Nam hiện nay, đã trả lời cái câu hỏi chính phủ hiện nay là của ai, do ai và vì ai. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, hiện nay chúng ta chưa có những cái nghiên cứu khoa học để có thể chứng minh những cái hiện tượng, nhưng thấy rõ ràng những cái nhóm lợi ích họ đã thâu tóm toàn bộ đất đai, hầm mỏ, rừng vàng, biển bạc, rồi những cái lĩnh vực liên quan tới ngân hàng tài chính. Trong khi đó, động lực để phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay đã bị tư nhân thâu tóm gần như toàn bộ, và những cái nhóm lợi ích đó đã cấu kết với các nhóm quyền lực, họ thu được những cái khoản siêu lợi nhuận. Nó là lý do vì sao chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh đã nói, nếu chúng ta xem các đại gia của Việt Nam, họ là những người giàu nhất ở Việt Nam hiện nay, đó là những cái tỷ phú đô la. Nhưng rõ ràng một cái điều hiển nhiên là họ không phải là những người đóng góp nhiều nhất về các vấn đề khoa công nghệ, không phải là những người có bằng sáng chế hay phát minh. Hơn thế nữa, họ cũng chẳng có cái thành tích nổi bật gì trong vấn đề quản trị kinh doanh, mà họ giàu lên bởi cái sự thân hữu đối với các quan chức nhà nước. Thông qua việc họ thâu tóm được nhiều đất đai, họ đánh được nhiều gỗ ở trên rừng, họ khai thác được nhiều mỏ. Chỉ có thế thôi, chứ nó không phải là những cái người có đóng góp xuất chúng về công nghệ. Ví dụ như tỷ phú Hoa Kỳ, ông Bill Gates làm những cái ví dụ. Thậm chí, chuyên gia kinh tế Nguyễn Đăng Doanh cũng nói, kể cả người nắm giữ quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không phải là người có công lớn nhất đối với Đảng hiện nay. Đó, thưa quý vị, rất thẳng thắn, rất dứt khoát, những cây đa cây đề
những cái nhà phản biện nổi tiếng ở Việt Nam người ta dám nói thẳng ra những cái điều vừa kể. Thưa quý vị, sau những cái phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng liên quan tới cái vấn đề tiền bạc, mà ông Nguyễn Phú Trọng đã lên giọng khuyên rằng các cái đàn em của mình là đừng có ham tiền, ham bạc, bởi vì tiền có nhiều thì cũng chẳng giải quyết được việc gì, đến khi chết cũng không mang đi được đâu. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần, người ta thiếu cái gì thì người ta thường nhắc tới cái đó. Ông Nguyễn Phú Trọng là một kẻ rất thèm tiền, chúng tôi khẳng định với quý vị như vậy. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng có những cái đặc quyền, đặc lợi cực kỳ to lớn, nó không chỉ là vấn đề xe cộ, nhà cửa, mà nó còn có những cái đặc quyền lớn hơn. Mà tối thiểu, chúng tôi có thể liệt kê để quý vị thấy một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, họ có đặc quyền của đảng viên. Chứ chưa nói tới các cái lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt một cái nhân vật lãnh đạo cao cấp là Nguyễn Phú Trọng. Nếu quý vị biết rằng hiện nay, các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả những người ngoài đảng, người ta phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam bởi vì một cái tư duy phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện nay, đó là vào đảng phấn đấu trở thành quan chức sẽ có tất cả. Và điều đó nó trở thành một tâm lý chung của những người ở trong xã hội Việt Nam trong một thời gian vài chục năm trở lại đây. Và điều đó nó ăn mòn tâm trí bao nhiêu thế hệ. Và người ta nói nó trở thành một cái nhận thức phổ biến. Và điều đó nó dẫn tới mức chạy chức, chạy quyền, chạy biên chế, để rồi hưởng những cái đặc quyền, đặc lợi từ nhà nước. Mà những cái đặc quyền, đặc lợi đó nó không chỉ thu hẹp mà ngày càng được mở rộng, thậm chí nở rộ khủng khiếp. Những cái đặc quyền của các đảng viên, đặc biệt các đảng viên lãnh đạo, chắc chắn không cần nói quý vị còn hiểu hơn chúng tôi. Kể cả trong cái vấn đề xử lý kỷ luật đối với các đảng viên, người ta cũng được ưu ái hơn. Điều đó nó có nghĩa là khi khoác cái áo đảng viên, nếu quý vị biết rằng chỉ thị 15 không cho phép các cơ quan tư pháp tiến hành điều tra hay khởi tố đối với đảng viên, mà phải có ý kiến của cấp ủy thì mới được tiến hành. Những cái điều vừa kể, đó là lý do nó thể hiện rằng khi mang chiếc áo đảng ở trên mình, thì ngoài những cái quyền lợi về vật chất thì nó còn những cái quyền lợi chính trị mà những người dân bình thường không thể có. Nó là một sự tuyệt đối với quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị của Việt Nam hiện nay. Và thưa quý vị, có một cái đặc quyền vô lý, đó là người ta đưa điều 4 quy định chỉ duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam mới là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội một cách hợp pháp. Và điều đó nó hoàn toàn là một cái nghịch lý. Hơn thế nữa, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam không bị kiểm soát bởi bất kỳ một cái đạo luật nào về đảng hay các cái thiết chế quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như không được kìm cương. Và nó dẫn tới một cái điều, những cái lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Nguyễn Phú Trọng, đã lạm quyền vi phạm những cái vấn đề mà hiến pháp cũng như pháp luật Việt Nam không cho phép. Thưa quý vị, trên mạng xã hội ngày hôm nay, người ta rộ lên cái tin liên quan tới con của Bí thư Thành ủy thị xã Tam Kỳ, ông Trần Nam Hưng, đi du học ở Hoa Kỳ, và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ký một cái công văn cho phép ông Trần Nam Hưng sử dụng xe ô tô của huyện, đưa con gái ruột của mình vượt qua các cái chốt chống dịch trên quốc lộ 1A để tới sân bay quốc tế Nội Bài trong chuyến bay ngày 17 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, mạng xã hội người ta bàn thảo nhiều, nhưng mà theo tôi nó cũng là một vấn đề hết sức bình thường. Tại vì chúng ta phải hiểu rằng trong cái điều kiện đại dịch Covid-19 hiện nay, việc di chuyển một cái xe mà không hợp pháp, tức là không đầy đủ các cái điều kiện cho phép lưu hành trong giai đoạn này, nó chắc chắn sẽ gặp những cái trở ngại của cái hành trình đi từ bất kỳ một địa phương nào của Việt Nam về trung tâm thủ đô Hà Nội. Do đó cái việc ông Trần Nam Hưng đã tôn trọng điều đó và đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho phép, nó làm cái việc chúng tôi cho rằng tạm chấp nhận được. Tuy nhiên người ta bới móc nhiều vấn đề liên quan tới ông Trần Nam Hưng, mà người ta nói trong một thời gian ngắn chỉ hơn 10 năm, Trần Nam Hưng đã nhảy vọt từ các chức vụ này tới chức vụ khác,
Theo đó, năm 1996, thì Trần Nam Hưng mới vào cơ quan nhà nước, lúc đó chỉ làm cái nhiệm vụ lon ton sai vặt cho các sếp. Nhưng sau đó, tới năm 2005, tức là chưa đủ 10 năm, thì ông Trần Nam Hưng đã giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ. Đến năm 2018, Trần Nam Hưng trở thành Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Thì ông Trần Nam Hưng đã được bầu vào Ban Thường vụ của Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Tam Kỳ. Và người ta nói Trần Nam Hưng với cái tốc độ này thì Đại hội 14 chả biết chừng sẽ lọt vào Ban Chấp hành Trung ương. Thưa quý vị, trong lúc trên mạng xã hội thì người ta phê phán một cái gay gắt, thậm chí là nghiêm khắc đối với Trần Nam Hưng. Nhưng theo chúng ta cần phải đánh giá một cách có lý trí trong kiểu điều kiện hoàn cảnh. Ví dụ trong một cái thời gian bình thường mà sử dụng xe công để đưa con trên một cái chặng đường hơn 1.000 cây số thì nó là một điều cần phải chỉ trích phê phán. Nhưng trong cái mùa đại dịch Covid-19 thì theo chúng tôi có thể thông cảm được. Tuy nhiên thưa quý vị, đó nó là một trong những cái đặc quyền của các con đường cháu trà. Đó là một cái hiện tượng phổ biến mà người ta nói nó sẽ cướp mất cơ hội của những người dân bình thường. Như quý vị đã biết, ông Nông Quốc Mạnh, cựu Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong một khóa quốc hội đã đưa 4 người trong gia đình tham gia là đại biểu quốc hội. Cụ thể là ngoài ông Đỗ Đức Mạnh còn có vợ là bà Đỗ Thị Huyền Tâm, rồi con trai Nông Quốc Tuấn và con gái là bà Nông Thị Bích Liên. Thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam chỉ có 499 đại biểu, vậy mà riêng gia đình ông Nông Đức Mạnh đã chiếm 4 người, nghĩa là gần 1% số đại biểu Quốc hội Việt Nam nằm trọn trong một gia đình Tổng Bí thư. Và thưa quý vị, đến cái Quốc hội khóa 15 thì như quý vị đã biết, bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội sau khi nghỉ hưu đã đưa một đứa con trai, một đứa con gái của mình tham gia đại biểu Quốc hội khóa 15. Đó là những cái dẫn chứng của chúng tôi đưa ra để quý vị thấy những chính sách đặc quyền đặc lợi nó đã làm hư hỏng cán bộ. Và bây giờ người ta hỏi những cái lãnh đạo Đảng Cộng sản mà người ta tự xưng là đầy tớ trung thành phục vụ nhân dân, bây giờ họ ở đâu mà để bây giờ cha làm quan thì con hay cả họ được nhờ. Thậm chí báo Quân đội Nhân dân còn nói cấu kết với nhau, anh lo cho con tôi lo cho con anh, vào mỗi kỳ cơ cấu bầu bán sắp xếp nhân sự. Hơn thế nữa, báo Quân đội Nhân dân còn nói bức xúc nhất có lẽ phải kể đến những cái hiện tượng lạm dụng đặc quyền đặc lợi để tham nhũng quyền lực, tham nhũng trong xin và cho, các cái dự án đầu tư biến cổ phần hóa thành cái vấn đề chia chiếc bánh gato. Và có rất nhiều các trường hợp dựa vào con đường châu trà hoặc các cái quan hệ để thăng tiến thần tốc. Điều đó đã cướp đi cơ hội phát triển bình đẳng của rất nhiều cán bộ đảng viên chân chính. Theo báo Quân đội Nhân dân, trong những năm vừa qua có rất nhiều những cái vụ việc mà chúng ta phải rút kinh nghiệm không để tái diễn. Ví dụ như vụ hot girl Quỳnh Anh ở xây dựng tỉnh Thanh Hóa, rồi vụ bổ nhiệm con trai của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Trình, Nguyễn Nhân Chiến. Đó là những cái việc làm sai quy định. Thưa quý vị, đặc biệt trong mấy ngày gần đây, như quý vị đã biết, ông Trần Quân, 38 tuổi, con của cựu Chủ tịch nước ông Trần Đại Quang, vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Kho bạc Nhà nước, mới ở cái tuổi 38 mà đã được đặt vào một cái chức vụ cực kỳ quan trọng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, nghĩa là một cái chức trách nắm toàn bộ ngân khố quốc gia. Nó là một cái chức vụ hết sức quan trọng. Và người ta lập tức nghĩ tới một cái kịch bản cho ông Trần Quân, con trai của ông Trần Đại Quang. Đó là từ cái chức vụ Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước rồi sẽ tiến tới một cái chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng, rồi Thống đốc Ngân hàng, rồi tiến vào Ban Chấp hành Trung ương, rồi vào Bộ Chính trị. Rồi rất có khả năng Trần Quân, con trai của ông Trần Đại Quang, có thể chiếm hữu một cái chân tứ trụ. Và cái con đường này đã có rất nhiều các quan chức Việt Nam, điển hình như Trần Tuấn Anh, con trai của ông Trần Đức Lương,
trưởng ban kinh tế trung ương. Một cái người thiếu đạo đức, trình độ năng lực thì yếu kém, lẽ ra phải cách chức từ lâu, vậy mà Trần Tuấn Anh vẫn vững bước vào Bộ Chính trị sau đời 13. Và trước Trần Quân, người ta thấy có Nguyễn Thành Nghị, con trai của ông bà Dũng, ở tuổi 39 thì làm Bí thư Kiên Giang, 44 tuổi thì làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Thưa quý vị, nhắc tới cái vụ việc đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trước đây đã sử dụng xe công đón vợ tận chân cầu thang máy bay, nó thể hiện một cái đặc quyền, thậm chí là lạm quyền của ông Trần Tuấn Anh. Lẽ ra ông Trần Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm kỷ luật, vậy mà Trần Tuấn Anh chỉ xin lỗi qua loa rồi tất cả đâu lại vào đấy. Như quý vị đã biết, cái tình trạng con ông cháu cha, hay người ta còn gọi là những cái hạt giống đỏ mà cha ông họ, đó là những cái quan chức Việt Nam, họ lợi dụng quyền lực đang nắm trong tay, ngoài cái việc họ vơ vét làm giàu, hồi họ còn lo cho tương lai của con cháu của họ, theo đó con cái của các cái tầng lớp đặc quyền trong đảng, chỉ cần dựa vào địa vị của bố mẹ là có thể dễ dàng được leo lên những cái vị trí tốt, những chiếc ghế đầy quyền lực và đầy bổng lộc. Đó chính là cái nguồn cơn nó sản sinh ra tầng lớp thái tử đảng. Và kẻ đầu têu không ai hết chính là Nguyễn Tấn Dũng. Và đó là nguồn cơn của các cái nhân vật như Vũ Quang Hải, con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Trần Tuấn Anh, con trai của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Anh, con trai của Nguyễn Văn Trì, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hay Lê Trương Hải Hiếu, con trai của Hải Heo, tức sâu chúa Lê Thành Hải. Tất nhiên, hai nhân vật Nguyễn Thành Nghị và Nguyễn Minh Chiết, con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, thì không thể không nhắc tới. Và thưa quý vị, đó là những cái ví dụ điển hình dẫn ra, chứ còn có thể nói nửa ngày hay một ngày hết cái danh sách con cái quan chức Việt Nam cha truyền con nối. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thì quý vị hãy dùng công cụ tìm kiếm của Google. Quý vị đánh một chữ hay một cụm từ cả họ làm quan thì quý vị có thể thấy hàng triệu kết quả. Như vậy, thưa quý vị, sự lạm dụng các cái vị trí chức vụ để rồi hưởng đặc quyền đặc lợi, bây giờ người ta diễn ra khắp mọi chỗ, mọi nơi trong cái hệ thống quản lý của nhà nước Việt Nam. Người ta nói thậm chí ông tổ trưởng dân phố, anh cảnh sát khu vực, anh cảnh sát giao thông, đến những cái quan chức cấp huyện, cấp tỉnh, rồi cả trung ương, kể cả những cái lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta đều có những cái đặc quyền, đặc lợi riêng của họ. Và thực trạng đó đã sinh ra những cái nạn nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân hay lợi dụng để xây dựng những cái lợi ích của mình trong các nhóm sân sau. Và điều đó, thưa quý vị, nó chỉ tội nghiệp cho còn các cái sư sãi ở chùa, đó là con em nhân dân, đặc biệt những cái tầng lớp lao động bình thường hoặc lao động nghèo. Trong khi đó, quý vị đã biết trong tầng lớp lao động hay những cái tầng lớp trung lưu, không hiếm những người tài có thể cống hiến cho đất nước, nhưng người ta không thể chen chân vào cái bộ máy lãnh đạo nhà nước. Và đó là lý do khiến cho ở Việt Nam thiếu nhân tài trong việc lãnh đạo quản lý nhà nước. Nói về ông Nguyễn Phú Trọng trục lợi trong cái vấn đề quyền lực, nó cũng có, thưa quý vị. Ví dụ mới đây nhất liên quan tới Phó Chủ tịch Hà Nội ông Nguyễn Mạnh Quyền, một cái người đã từng bị kỷ luật trong thời gian làm Chủ tịch huyện Quốc Oai Hà Nội. Người ta nói Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, là một trong những cái tay chân của Nguyễn Phú Trọng, nằm trong nhóm chính trị Hà Nội do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Và thưa quý vị, ông Nguyễn Mạnh Quyền đã từng bị kỷ luật về cái việc tham nhũng 20 ha đất giao cho mẹ và chị đứng tên. Vậy mà thưa quý vị, có một điều rất lạ, những cái ai là đàn em của Nguyễn Phú Trọng dù bị kỷ luật nhưng tiếp tục được thăng tiến rất nhanh. Ví dụ như Nguyễn Mạnh Quyền bị kỷ luật lúc giữ chức Chủ tịch huyện Quốc Oai thì được phong lên giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Hay một cái trường hợp chúng tôi muốn nói đến, nó đang xôn xao trong những ngày này, đó là một cái nhân vật có tên là Bùi Trường Giang. Thưa quý vị, ông Bùi Trường Giang giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương vừa qua đã được ông Nguyễn Phú Trọng tín nhiệm đưa vào
giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Và người ta nói rất khả năng Bùi Trường Giang sẽ là một cái hạt giống mà ông Nguyễn Phú Trọng bồi dưỡng để thay thế cho Võ Văn Thưởng. Thưa quý vị, ở đây cũng cần phải nói, có một số người đề nghị nói về những cái thông tin tại sao ông Võ Văn Thưởng lại vắng mặt trong cái thời gian. Thưa quý vị, được biết cách đây khoảng 10 ngày, ông Võ Văn Thưởng có sang Nhật để kiểm tra cái vấn đề mà trước đây ông Võ Văn Thưởng được cho là mắc bệnh ung thư và đã từng điều trị ở Nhật Bản. Theo những nguồn tin từ Hà Nội cho biết, ông Võ Văn Thưởng sang Nhật không phải là điều trị ung thư mà chỉ là một cái chuyến đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhưng thưa quý vị, những cái thông tin ở Hà Nội không bao giờ người ta nói thật. Người ta chỉ nói lấp lửng như vậy. Rất có thể Võ Văn Thưởng tái phát cái bệnh ung thư trước đây, nhưng người ta cũng không nói. Trở lại cái nhân vật Bùi Trường Giang, thưa quý vị, như quý vị đã biết, Bùi Trường Giang đã dính vào một cái scandal liên quan tới cái vấn đề hủ hóa đối với vợ của một lãnh đạo cấp dưới. Thưa quý vị, một cái câu hỏi đầu tiên đặt ra là vậy Bùi Trường Giang là ai? Mới bị kỷ luật sau 3 tháng, lập tức ông Nguyễn Phú Trọng nâng đỡ và tiếp tục cho thăng tiến nhưng không hề xảy ra một cái điều gì. Người ta nói Bùi Trường Giang là một người quê ở Hà Nội, tức là cùng hội cùng thuyền với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Bùi Trường Giang ít tuổi hơn ông Nguyễn Phú Trọng 31 tuổi. Đều biết ông Bùi Trường Giang là một người được đào tạo học hành tử tế. Lúc còn trẻ, ông Bùi Trường Giang là học sinh trường Amsterdam, một cái trường chuyên nổi tiếng ở Hà Nội cũng như toàn quốc. Sau đó Bùi Trường Giang tốt nghiệp đại học và theo học thạc sĩ tại Hàn Quốc. Và cái suất đi học thạc sĩ tại Hàn Quốc là những cái suất dành cho những cái hạt giống đỏ. Khi tốt nghiệp thạc sĩ ở Hàn Quốc, thì ông Bùi Trường Giang trở về làm phó giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu An ninh về Chiến lược Quốc tế CISS của Viện Kinh tế Chính trị Thế giới thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Năm 2012, ông Bùi Trường Giang được biết là phó tránh văn phòng Chủ tịch nước dưới thời Chủ tịch nước ông Trương Tấn Sang. Và được biết ông Trương Tấn Sang đã giới thiệu Bùi Trường Giang cho Nguyễn Phú Trọng. Tới tháng 6 năm 2018, thì Bùi Trường Giang được bổ nhiệm chức phó ban tuyên giáo Trung ương, được quy hoạch vào cán bộ cấp chiến lược, tham gia lớp đào tạo cán bộ nguồn cao cấp. Đó là lý do người ta nói, nếu như trước đại 13, hay nói gần hơn, đó là trong cái phiên họp Trung ương cuối cùng, rồi kế đó là một phiên tổ hợp chủ bị, thì Bùi Trường Giang đã bị tố cáo liên quan tới cái vấn đề hủ hóa với một vợ của lãnh đạo cấp dưới. Cụ thể là tại cái hội nghị chủ bị của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đã nhận được mối thư tố cáo về việc ông Bùi Trường Giang có một cái mối quan hệ bất chính với vợ của nhà báo Ngô Việt Anh, phó trưởng ban điện tử báo Nhân dân, cựu tổng biên tập tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến của Hội xuất bản Việt Nam Zing. Và thưa quý vị, Bùi Trường Giang đã bị đá đít ra khỏi danh sách đề cử của Ban chấp hành Trung ương. Và người ta nói có lẽ Bùi Trường Giang đã chấm dứt sự nghiệp chính trị. Vậy mà thưa quý vị, chỉ sau 3 tháng thì Bùi Trường Giang đã trở lại một cách mạnh mẽ. Và người ta nói chỉ ít lâu nữa Bùi Trường Giang sẽ giữ các chức vụ quan trọng ở trong Đảng. Bởi vì cái phe chống Bùi Trường Giang trước đại 13 không mạnh, Nguyễn Phú Trọng sẽ giải quyết việc này ổn thỏa. Chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã lợi dụng những cái đặc quyền đặc lợi dành cho các đàn em của mình, như Nguyễn Mạnh Quyền hay Bùi Trường Giang. Nó làm cái chuyện tương đương với việc mà người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng tham nhũng quyền lực. Thưa quý vị, về cái con đường chính trị của Bùi Trường Giang, người ta nói tại cái thời điểm hiện nay mới ngoài 40, nhưng Bùi Trường Giang đã làm phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, rồi làm phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, thì cái khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ lựa chọn Bùi Trường Giang trước mắt sẽ thay thế cho Võ Văn Thưởng giữ chức liên quan tới cái vấn đề lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái điều chắc chắn.
Và thưa quý vị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương là một cái nhân vật sẽ trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, mà chiếc ghế đó hiện nay đang nằm trong tay Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị. Thì nếu như Nguyễn Xuân Thắng được ông Trọng điều chuyển vào cái chức vụ quan trọng hơn, thì rất có thể Bùi Trường Giang sẽ được cơ cấu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14. Điều đó nó cho thấy đối với các lãnh đạo cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng không quan tâm tới cái vấn đề đạo đức. Thậm chí đạo đức đối với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không đáng một xu. Những cái kẻ bị kỷ luật trong vấn đề hù hóa với vợ của lãnh đạo cấp dưới, vậy mà vẫn thăng tiến vù vù. Thưa quý vị, trở lại những cái đặc quyền của các quan chức Cộng sản Việt Nam, thậm chí đến chỗ chết của họ bên thế giới bên kia cũng được chuẩn bị sẵn. Cách đây mấy năm, hẳn quý vị chưa quên, người ta đưa ra một cái dự án nghĩa trang Yên Trung. Nó là một cái nghĩa trang dành cho các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam ở ngoại thành Hà Nội. Được biết với cái khoản ngân sách đầu tư 1.400 tỷ đồng. Như quý vị đã biết, lâu nay những cái quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, các ủy viên Bộ Chính trị thì được tiêu chuẩn chôn ở nghĩa trang Mai Dịch. Nhưng cái thời bây giờ đã qua, người ta nói bây giờ chỉ có mấy thằng dở hơi thì mới nằm ở trong Mai Dịch. Còn bây giờ các quan chức Cộng sản, người ta có những cái khu quần thể riêng cho họ trong cái vấn đề chôn cất sau khi qua đời. Đó là những cái lăng mộ rộng hàng nghìn mét vuông, mà điều đó đã xảy ra đối với các ông Đỗ Mười, Trần Đại Quang. Như quý vị đã thấy, đối với ông Trần Đại Quang có những cái quần thể lăng mộ rộng tới 5.000 mét vuông. Đó là những cái bằng chứng cho thấy sự lạm quyền để hưởng những cái đặc lợi của các quan chức Cộng sản Việt Nam. Không chỉ trong lúc họ còn sống, mà họ đã chuẩn bị cho thời gian họ sang bên kia thế giới. Và nếu như ông Nguyễn Phú Trọng thật tâm chống tham nhũng thì không bao giờ được phép ủng hộ các cái dự án nghĩa trang cho các quan chức cao cấp như vậy, mà cần phải thẳng tay xử lý những cái vấn đề phi lý trong lúc điều kiện sống của người dân Việt Nam hiện nay vẫn còn chưa được đầy đủ. Thưa quý vị, trong cái bài viết của nhà báo Nguyễn Thông liên quan tới những vấn đề đặc quyền đặc lợi của các quan chức lãnh đạo Việt Nam, nhà báo Nguyễn Thông cho biết: thế hệ chúng tôi sinh vào cái thập niên 50 của thế kỷ trước. Thời đó mỗi khi nghĩ tới xã hội cộng sản là như thế, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, thì khi đó anh em chúng tôi bụng thì đói, nhưng chỉ nghĩ tới xã hội cộng sản là con người đã bừng bừng khí thế, có một cái cảm giác lâng lâng. Theo nhà báo Nguyễn Thông, với những người này thì là mộng, nhưng đối với kẻ kia lại là thực. Trong một cái xã hội cộng sản, nó sẽ không đến cùng lúc cho tất cả mọi người, và người dân thì càng không được léo hánh tới những nơi đó. Nhưng trên thực tế nó đã trở thành một cái hiện thực mà các cái quan cách mạng bây giờ, người ta đang sống một cái xã hội cộng sản, tức là họ không cần phải làm theo năng lực mà người ta được phép hưởng theo nhu cầu. Đó là một cái vấn đề được cho là oái ầm và chối trêu. Trong lúc những cái thằng vẫn tuyên ngôn về một xã hội không có đặc quyền đặc lợi, một cái xã hội bình đẳng, thì chính chúng nó là những cái thằng đặc quyền đặc lợi nhất. Nó đòi hỏi riêng tư cho chúng nó nhiều nhất, và chúng nó đã được hưởng một cái cuộc sống được cho là thiên đường trước nhân dân hàng trăm năm. Theo nhà báo Nguyễn Thông, trong thời chiến tranh, người dân dễ mủi lòng trước hình ảnh những cái lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ sẵn sàng ba cùng, họ sắn quần lên đến đầu gối, họ hối đất nằm xương để chia sẻ ngụt bùi với nhân dân. Đó là lý do tại sao người dân cả Nam lẫn Bắc, người ta che chở đùm bọc, bởi vì người ta thấy những cái lãnh đạo cách mạng thời đó, họ gần gũi, bình đẳng, không có sự ngăn cách đáng tin cậy. Đó là lý do biết bao nhiêu vạn gia đình ở miền Bắc cũng như miền Nam, họ sẵn sàng hy sinh sinh mệnh, máu xương, của cả tiền bạc, cả vật chất lẫn tinh thần, cùng nhau hướng về một cái xã hội bình đẳng, không có bất công. Một cái thế giới đại đồng mà những người cộng sản vờ vĩnh họ, để rồi họ cứ hy sinh đi, rồi sau này bao nhiêu quyền lợi ắt qua tay mình. Và thưa quý vị, những cái người đã hy sinh quyền lợi của cá nhân mình cho đảng, cuối cùng người ta được những gì thì hẳn trong những cái quý vị
đang theo dõi chương trình của GTV. Hẳn quý vị đã nhận được một cái đáp án trớ trêu, tức là các quyền lợi thì dành vào tay các cơ quan chức cộng sản hết, và người dân thì tay trắng, vẫn hoàn tay trắng. Mặc dù trước đó, những người lãnh đạo cách mạng người ta vẫn động quần chúng rằng không có dân thì không có cái thể chế hiện nay. Theo nhà báo Nguyễn Thông cho biết, tôi là một thằng cộng sản con, tôi lớn lên ở miền Bắc. Tôi sinh ra sau cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, và dần dần tận mắt tôi chứng kiến những cái cảm nhận cụ thể trong mâu thuẫn giữa lý luận, lý thuyết và thực tế của những người cộng sản. Lập tức sau khi nắm được chính quyền, thì những cái quan chức cộng sản, họ trở thành một cái đội ngũ quan chức cách mạng đặc quyền đặc lợi được hình thành. Lúc đầu thì còn ít, ngày ngày thì càng đông. Và bây giờ nó trở thành một cái nạn dịch và là một cái điều đương nhiên đang tồn tại trong xã hội. Lúc đầu nó chỉ ở cấp trung ương, sau này nó lan tới tỉnh, thành, huyện, xã. Người ta nói bây giờ chỉ ở cấp thôn thì mới không có những cái quan chức cộng sản có đặc quyền đặc lợi. Bởi vì ở cấp thôn bây giờ, những cái người lãnh đạo thôn xóm, họ cũng là những người trong họ ngoài làng, nên họ không dám dở mặt với bà con họ hàng mà thôi. Theo nhà báo Nguyễn Thông, cái vấn đề quan chức hư hỏng cần phải tìm ra nguyên nhân, và một cái câu trả lời là do thể chế hư hỏng. Thể chế chính sách hư ngay từ trong thời kỳ chiến tranh nghèo khó, khi mà đất nước khó khăn nhất, cái kìm sợi chỉ hột muối giọt dầu cũng thiếu thốn. Đáng nhẽ cần phải sự thể hiện một cái công bằng, bình đẳng, mọi người có quyền ngang nhau, không phân chia giai cấp trong xã hội cộng sản. Vậy mà nhà nước cộng sản họ đã hình thành những cái tư duy chia bôi quyền lợi theo kiểu đặc cách, đặc quyền, đặc lợi. Trong lúc giai cấp công nông thì đói xanh mắt, song những cái người lãnh đạo thì họ lại có những cái cửa hàng đặc biệt phân phối sản phẩm xã hội theo nguyên tắc xẻ quốc từ dưới lên, đường sữa từ trên xuống. Nghĩa là nhân dân chỉ có quyền làm việc, lao động là vinh quang, còn quyền hưởng thụ đương nhiên là của cán bộ. Đó là lý do tại sao có những cái cửa hàng cung cấp, có những cái cửa hàng đặc biệt, có những cái cửa hàng giao tế dành cho các cái lãnh đạo cộng sản trong thời gian chiến tranh. Rồi dần dần cái tình trạng đó nó lan rộng và phát triển. Cán bộ to thì đi xe ô tô to, cán bộ thấp thì dùng xe đạp, còn người dân quanh năm chỉ diện xe cá nhân, mà người dân lúc đó mỉa mai gọi là xe càng hải. Đó là nói lái từ cái chữ hai càng, tức là đi bộ. Cái đẳng cấp quyền lợi mặc nhiên xem như một cái chính sách rõ ràng mà ai cũng hiểu đó là một cái điều bất công. Kể từ miếng ăn, miếng uống, tấm áo manh quần tới chiếc xe đạp, trong lúc các lãnh đạo cộng sản họ hứa hẹn sau khi có độc lập tự do thì sẽ có tất cả. Nhưng cuối cùng có được cái gì đâu. Và đó là lý do sau năm 1975, người tài ở phía Nam đã bỏ nước ra đi gần hết và đất nước đã tiêu điều thì ngày càng sơ sát hơn. Bản thân ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã phải thừa nhận tình hình của Đảng Cộng sản Việt Nam mấp mé bên bờ vực sụp đổ. Và những cái biểu hiện nó là một cái chính sách xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng và các cái đảng cộng sản trên toàn thế giới nói chung. Đó là những cái tư duy đặc quyền đặc lợi. Điều đó đã ngấm vào máu cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo. Và sau bao nhiêu năm chiến tranh gian khổ, lẽ ra người dân phải được hưởng và chia phần hòa bình. Bởi vì như đúng lời hứa của lãnh đạo cộng sản khi cho rằng kết thúc chiến tranh thì mọi thứ muốn gì được nấy, và cuối cùng không những không muốn gì được nấy mà có chút ít những cái quyền lợi lợi ích thì người ta lại chia chác lẫn nhau, còn người ta quên người dân. Và điều đó cho thấy nếu Việt Nam xảy ra chiến tranh một lần nữa thì không ai thèm dấn thân làm cách mạng với các ông, kể cả những cái người đã từng nếm mật ngậm gai vào sinh ra tử trước đây, những cái người đã từng sống chết với nhân dân. Vậy mà thưa quý vị, nền kinh tế thị trường đã biến đổi người ta trở thành những cái kẻ ham mê vật chất. Trước đây họ từng bát cơm xẻ nửa chăn xuôi đắp cùng với nhân dân, thì bây giờ
họ trở thành những cái kẻ chết trễ nhiều lớn. Rồi con em của họ cũng vậy, không có một chút đóng góp nào cho công cuộc cách mạng này. Vậy mà bây giờ chúng nó ra được, cứ ngựa ngựa xe xe. Chúng nó đến công sở thì đòi bàn này ghế nọ. Dần ra những cái đặc quyền đặc lợi nó trở thành một nếp. Và thằng nào bây giờ nó nhảy vào cái bộ máy cao trị, nghiễm nhiên chúng nó sẽ đòi chiếu hòa cạp điều để chúng nó vinh váo với làng nước. Chưa hết, thưa quý vị, tác giả Nguyễn Thông cho rằng một cái điều lố bịch nhất đó là bộ máy cai trị, họ không cần giấu giếm những hành vi vơ vét, những đặc quyền đặc lợi lẽ ra họ phải làm giấu giấu giếm giếm và không được công khai. Vậy mà bây giờ họ nhân danh quốc hội, nhân danh chính phủ, họ ra những nghị quyết chỉ thị đặc biệt, tạo ra những cái đặc quyền đặc lợi riêng như họ. Họ quy định đẳng cấp cán bộ được hưởng đặc quyền đặc lợi và coi đó là những cái luật lệ. Theo tác giả Nguyễn Thông, chẳng hạn với cái quyết định số 32 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng cho phép về cái vấn đề sử dụng xe công. Theo đó, lãnh đạo Cộng sản họ tự cho phép cán bộ nào thì được xài xe ô tô mấy trăm triệu, cán bộ nào thì xài xe tiền tỷ, còn cán bộ nào thì xài xe theo nhu cầu. Thậm chí họ còn tùy tiện tới cái mức ngay cả những cán bộ lãnh đạo về hưu, họ cũng cho phép được hưởng đặc quyền đặc lợi vĩnh viễn và suốt đời. Tức là vẫn ở nhà nước, được cung cấp các cái phương tiện, rồi các phương tiện chữa bệnh cho tới suốt đời. Ví dụ trong điều 3 của cái quyết định số 32/2015 đã quy định rất rõ, các chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô sau khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giãn cụ thể, đó là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Đó, thưa quý vị, làm cũng hưởng, về hưu rồi cũng hưởng, đến chết rồi cũng tiếp tục hưởng các cái đặc quyền đặc lợi. Mà theo nhà báo Nguyễn Thông, cứ theo như chúng nó cắt nghĩa thì đó là cái sự biết ơn đền đáp của thế hệ sau đối với thế hệ trước. Nó thể hiện cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Thưa quý vị, vậy mà nhà báo Nguyễn Thông điền tiết lên hỏi, thế chẳng nhẽ chúng mày khi đương chức đương quyền, chúng mày đang làm việc không công phải không? Chúng mày ngồi ghế cao, giữ chức cao thì chúng mày sẽ ăn lương cao, bổng lộc chúng mày thì đã nhiều, chức càng thấp thì lương bổng phụ cấp cũng y theo. Còn những cái người không giữ chức gì như chúng tôi, chỉ làm công ăn lương theo giờ, những người nông dân còng lưng để cấy lúa, vậy người ta được cái đặc quyền đặc liệt lợi gì hay không? Tại sao ông Thủ tướng không dành cho họ chút ít? Điều đó nó cho thấy xã hội đã phân chia giai cấp một cách sâu sắc. Và trong cái xã hội cộng sản hiện nay, xã hội đã mặc định như vậy, dành cho các quan chức lãnh đạo, những cái tầng lớp trên, họ không để ai phải chịu thiệt. Còn đối với người dân, những người lao động bình thường thì chẳng ai quan tâm đến cái việc ban phát cho họ chút ít mảnh thịt vụn trong cái thớt mà người ta chia chác với nhau nó rơi xuống đất. Theo nhà báo Nguyễn Thông, xin các ông nhớ rằng tất cả những cái khoản mà các ông chi tiêu để phục vụ cho những cái vấn đề đặc quyền đặc lợi, nó đều từ ngân sách, tức là tiền thuế của nhân dân chúng tôi. Nó là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo nhà báo Nguyễn Thông, tôi không muốn nói vơ đũa cả nắm. Những cái quan chức Việt Nam bây giờ nó vẫn còn có những người tốt, thậm chí là rất tốt. Họ là những cái người có nhân cách, họ có lòng tự trọng, họ không hùa theo đám đông quan chức hư hỏng. Nói đúng hơn đó là họ biết từ chối các cái đặc quyền đặc lợi, bởi họ hiểu rằng như thế là những cái điều vô lý, đó là những cái điều bất công. Những cái hành động, những cái chỉ thị đó nó chiếm đoạt quyền lợi của nhân dân. Nhà báo Nguyễn Thông đã dẫn ra một cái nhân vật cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là luật sư Trần Quốc Thuận, chồng của bà Võ Thị Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Hẳn quý vị chưa quên, bà Võ Thị Thắng với cái phát biểu để đời đó là liệu các ông có thể tồn tại để cầm tù tôi 20 năm hay không? Sau cái phiên tòa mà Tòa án Quân sự Sài Gòn kết án, bà Võ Thị Thắng 20 năm khổ sai. Và cái hình tượng bà Võ Thị Thắng gắn liền với nụ cười chiến thắng. Theo nhà báo
Nguyễn Thông, ông Trần Quốc Thuận có lẽ là một cái lãnh đạo cấp cao có nhân cách nhất trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Khi còn đương chức phó chủ nhiệm thường trực văn phòng Quốc hội, thì bản thân ông Trần Quốc Thuận dứt khoát ủng hộ khoán xe công cho các cái lãnh đạo, và gương mẫu ông Trần Quốc Thuận hàng ngày không sử dụng xe công, bắt xe ôm hoặc ngồi taxi để đi làm. Lúc đó có rất nhiều người khen ngợi ông Trần Quốc Thuận, nhưng không ít kẻ dè bỉu. Nhưng cái số người dè bỉu thì nhiều hơn cả, nhất là những cái kẻ nó thấy bị động chạm đến quyền lợi riêng tư cũng như cá nhân. Và một cái điều tất nhiên, ông Trần Quốc Thuận đã trở thành một cái anh Đông Kỳ Sốt đơn độc đánh nhau với cối xe gió. Rồi sau đó Quốc hội đã nhiều lần đưa việc khoán xe công thuê nhà công vụ lên bàn nghị sự, cuối cùng đâu lại vào đấy. Thưa quý vị, hơn thế nữa, trong mấy ngày gần đây lại có một cái văn bản của chính phủ đề nghị sẽ tiếp tục bố trí những cái nhà công vụ cho các cái lãnh đạo cao cấp, một cái điều mà trong nhiều năm gần đây người ta đã bàn tới cần phải xóa bỏ. Chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy cái vấn đề đặc quyền đặc lợi nó ngấm sâu vào máu của những kẻ lãnh đạo, và chúng nó cùng hùa nhau để tạo ra các cái chính sách, các cái nghị định và trở thành các cái văn bản có giá trị luật pháp quy định quyền lợi cho họ. Thưa quý vị, trong một cái bài viết bài học về sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô, nói về cái tầng lớp đặc quyền đặc lợi của Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây, bài báo đó là một trong loạt bài 9 kỳ. Cái phần chúng tôi trình bày dưới đây là bài thứ 7 trong loạt bài đăng trên báo Nhân Dân. Chúng tôi nói những cái điều này để quý vị hiểu rằng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam họ hiểu rất rõ những cái nguy cơ về một cái sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây. Và một trong những nguyên nhân dẫn tới Cộng sản Liên Xô sụp đổ cũng bởi cái sự đặc quyền đặc lợi của các cái lãnh đạo. Theo báo Nhân Dân cho biết, dưới thời ông Brezhnev là Tổng Bí Thư, tình trạng tham nhũng tại Mặt Trận Hòa cũng như các nước Cộng Hòa thuộc Liên bang ở trong một cái tình trạng nghiêm trọng. Giữa cái lúc thiếu đói, người dân Nga phải xếp hàng dài hàng cây số để mua thực phẩm. Vậy mà năm 1980, nhân viên điều tra của Liên Xô người ta tình cờ mua được một lô cá trích đóng hộp. Sau khi mở nắp những cái hộp cá trích đó ra, người ta mới té ngửa, bên trong đựng toàn trứng cá Xavier cực kỳ đắt. Người ta đặt một câu hỏi tại sao lại đóng nhầm trứng cá Xavier vào trong những cái hộp cá trích như vậy. Và thế là một chuyên án được mở ra. Sau một thời gian vất vả về điều tra, thì cuối cùng vụ việc đã được làm sáng tỏ. Cơ quan điều tra của An ninh Liên Xô đã phát hiện có một số quan chức bộ ngư nghiệp của Liên Xô, họ đã bí mật giao dịch với một cái công ty để đóng trứng cá Xavier được sản xuất tại Sochi và Achakhan vào trong những cái hộp dán nhãn ca trích, rồi sau đó đưa xuống tàu vận chuyển ra nước ngoài để xuất khẩu lậu. Lúc đó người ta mới biết có những cái công ty ở phương Tây mua với giá ca trích, sau đó họ bán chuyển tay. Những cái người tham gia từ phía Liên Xô được biết họ được hưởng lợi nhuận hầu hết từ những cái khoản kinh doanh lậu kích xù như vậy, và tất cả những cái tiền buôn bán được các cái hãng thương mại của phương Tây trả tiền vào ngân hàng Thụy Sĩ. Và cái hành vi buôn lậu như vậy của các quan chức Liên Xô diễn ra trong hơn 10 năm, và kết quả điều tra cho thấy làm tổn thất hàng chục triệu đô la cho chính quyền Liên Xô, và hơn 300 người dính líu vào vụ án này đã bị truy tố, trong đó có rất nhiều quan chức cao cấp, ví dụ như Thứ trưởng Bộ Ngư nghiệp, Phó Cục trưởng Sản xuất Tiêu thụ, vân vân và vân vân. Một cái điểm đáng chú ý, thưa quý vị, đó là một cái người chịu trách nhiệm phân phối loại sản phẩm giả mạo đó, lúc đó là thị trưởng thành phố Sochi, Volokov, bí thư thứ nhất khu ủy Krasnodar, trực tiếp quản hạt Sochi là ông Maidunov, là một cái nhân vật thân tín của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô lúc đó Brezhnev. Brezhnev khi biết cơ quan an ninh của Liên Xô tiến hành điều tra vụ này đã ra sức bảo vệ cho đàn em mình. Sau khi Vokolov bị bắt thì Maidunov, đàn em của Brezhnev lúc đó rất lo,
và nhiều lần lên Moscow cầu cứu Brezhnev. Do biết mức độ nghiêm trọng của vụ án, lúc đó chủ tịch cơ quan điều tra KGB là Andropov, sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, đã đích thân báo cáo với Brezhnev. Trước hàng loạt các chứng cứ rõ ràng như vậy, Brezhnev muốn chạy tội cho đàn em. Brezhnev có hỏi Andropov, theo đồng chí nên giải quyết vụ việc này như thế nào? Andropov thẳng thừng, vụ án này phải đưa Maidunov ra tòa. Brezhnev bảo, làm thế không được, bây giờ chúng ta không có người đáng tin cậy ở Krasnodar. Liệu anh có thể xem tạm thời tuyên truyền Maidunov đến một nơi khác có được không? Và thưa quý vị, theo truyền thông Liên Xô lúc đó cho biết, Maidunov bị cách chức nhưng lại được điều lên thủ đô Moscow giữ chức thứ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm, rồi được cung cấp phương tiện thiết bị quan trọng, kể cả một cái căn hộ tại Mạc Tư Hòa. Và cuối cùng, câu chuyện buôn lậu trứng cá xà viền đã kết thúc một cách êm đẹp như vậy. Theo báo Nhân dân, cái tầng lớp đặc quyền trong Đảng Cộng sản Liên Xô trước hết xuất phát từ những lãnh đạo có chức có quyền. Chức tước càng cao thì đặc quyền càng nhiều. Nếu như muốn làm quan hoặc thăng chức thì phải lấy lòng hối lộ các lãnh đạo liên quan. Bởi vậy, dưới thời lãnh đạo của Brezhnev, chức tước vì thế mà có giá. Theo báo Nhân dân, tại một số nơi ngay cả chức bí thư đảng ủy cũng đã có giá kể từ năm 1969, trước khi thời gian Liên Xô sụp đổ 20 năm. Ví dụ như chức bí thư thúy nhất của một khu ủy ở Azerbaijan có giá 200.000 rúp. Thưa quý vị, thời đó người ta tính 1 rúp ăn 1 đô la, tức là có giá khoảng 200.000 đô la. Giá cho chức bí thư thứ hai là 100.000 rúp. Và kể từ năm 1969, ở Liên Xô, cái tình trạng mua quan bán chức đã tồn tại từ rất lâu. Thậm chí trong nghị quyết của Hội nghị Toàn thể tháng 2 năm 1973, Trung ương Đảng Cộng sản Georgia đã từng chỉ rõ trước đây công tác tuyển chọn sử dụng cán bộ đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc chủ nghĩa Lenin. Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo không căn cứ vào năng lực, phẩm chất đạo đức mà dựa vào sự thao túng đằng sau và dựa vào quan hệ thân quen, dựa trên nguyên tắc không trung thành với cá nhân hay cấp trên hay không. Theo báo Nhân dân, cái tầng lớp đặc quyền đặc lợi nó làm tổn hại nghiêm trọng tới chủ nghĩa xã hội. Nó tạo ra một cái hố ngăn cách lớn trong xã hội và nó đã làm hư hỏng toàn xã hội. Khoảng cách giữa người dân bình thường và tầng lớp đặc quyền ngày càng lớn. Ở trong xã hội Liên Xô khi đó, những người dân bình thường thì gọi nhau là chúng ta, còn họ gọi những cái người đã có đặc quyền là chúng nó. Thậm chí bao Nhân dân còn tố cáo một cái nơi ở cũ của cựu Tổng Bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Liên Xô, trước lúc Gorbachev nắm quyền, thì người ta thấy qua cửa chính biệt thự của Gorbachev là một sảnh rộng, tầng 1 có ban công bọc kính và phòng chiếu phim, trong phòng ăn là một chiếc bàn dài 10 mét, phòng bếp giống như một xưởng chế biến thức ăn lớn, thậm chí còn có tủ lạnh ngầm ở dưới đất. Trên tầng 2 đi qua sảnh lớn là tới thẳng phòng tắm nắng, văn phòng, phòng ngủ và mọi thứ bày biện trang trí trong tòa biệt thự của Gorbachev hết sức xa xỉ. Theo báo Nhân dân, xét về một ý nghĩa nào đó thì cuộc sống cá nhân xa hoa tột đỉnh này nó còn xa mới bộc lộ được bản chất cuộc sống của tầng lớp đặc quyền đặc lợi của Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây. Theo báo Nhân dân, đó là lý do một cái nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ David Cote có nói một câu đúng tìm đèn của những người cộng sản. Theo đó, David Cote cho rằng Đảng Cộng sản Liên Xô là một cái chính đảng duy nhất làm giàu trong tang lễ của chính họ. Và trước khi Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ không lâu, theo báo Nhân dân, đã có một cái điều tra về chủ đề Đảng Cộng sản Liên Xô đại diện cho ai. Và thưa quý vị, kết quả là số người cho rằng Đảng Cộng sản Liên Xô đại diện cho nhân dân Liên Xô chỉ chiếm 7%, đại diện cho công nhân chiếm 4%, đại diện cho toàn thể Đảng Cộng sản Liên Xô chiếm 11%. Trong khi đó, có tới 85% người trả lời Đảng Cộng sản Liên Xô đại diện cho các quan chức cao cấp,
cán bộ và nhân viên nhà nước mà thôi, nhân dân không có phần. Theo báo Nhân dân, sự hình thành và phát triển của cái tầng lớp đặc quyền, đặc lợi trong Đảng Cộng sản Liên Xô, nó là một cái quá trình lịch sử lâu dài, 50-60 năm. Trong giai đoạn này, những cái kẻ tham nhũng lộ liễu hay lén lút đều tham lam, họ chiếm đoạt tài sản của nhà nước thuộc sở hữu của nhân dân. Trong khi đó, đối với tầng lớp đặc quyền, đặc lợi, thì Đảng Cộng sản Liên Xô đã đi từ chỗ ít ngăn chặn đến không tấn công, rồi chuyển sang bao che, thậm chí dung túng. Nó là những cái nguyên nhân khiến cho khối u ác tính trong nội bộ của Đảng Cộng sản Liên Xô phát triển lây lan trên chính thể của mình. Và đó là lý do tại sao Đảng Cộng sản Liên Xô đã bị khối u ác tính đó làm cho thối rữa, biến chất, và bản thân nó đã bị nhân dân Liên Xô quay lưng lại, phỉ nhổ, và là lý do tại sao Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ là vì như vậy. Đó, thưa quý vị, đây là một cái bài đăng trên báo Nhân dân từ lâu, chúng tôi trích đọc để quý vị thấy, để thấy rằng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta đã ý thức được những cái bài học về sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô, mà cái việc tạo ra những cái đặc quyền đặc lợi cho lãnh đạo của Đảng. Hơn thế nữa, như quý vị đã thấy ở Việt Nam, tình trạng đó nó xảy ra ở một cái tầm mức trầm trọng hơn, hơn ở Liên Xô. Đó là cái đặc quyền đặc lợi bây giờ nó lan tỏa không chỉ ở bộ phận thượng tầng lãnh đạo, mà nó đã rơi rớt xuống những cái hạ tầng cơ sở. Đó là các cái lãnh đạo cấp phường, cấp huyện, cấp tỉnh, bây giờ họ cũng tự tạo ra những cái đặc quyền đặc lợi dành riêng cho họ. Và thưa quý vị, Đảng Cộng sản Liên Xô, quê hương của cách mạng tháng 10, quê hương của chủ nghĩa cộng sản còn sụp đổ, thì liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có tồn tại được hay không? Với cái cách thức quản lý nhà nước như hiện nay, mà người đứng đầu không ai khác là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Như quý vị đã biết, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, một mặt thì họ phản đối những vấn đề đặc quyền đặc lợi, nhưng trong nội tại của Đảng thì họ lại bày đặt ra rất nhiều cái trò để bảo vệ quyền lợi, đặc quyền của họ. Đó là những cái lý do chúng tôi đã trình bày với quý vị trong bài nói chuyện hôm nay. Thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng nói, nhiều tiền để làm gì? Nhưng nếu người ta biết rằng, ngoài những vấn đề bồng lộc trong vấn đề tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, thì ông Nguyễn Phú Trọng còn được hưởng rất nhiều đặc quyền đặc lợi. Và ngày hôm nay, chúng tôi đã tính sổ đối với ông Trọng để ông Trọng thấy rằng, ngoài cái việc tham nhũng của ông trong những bài nói chuyện trước đây, chúng tôi còn thật chỉ ra để cho nhân dân Việt Nam cũng như các quý vị thấy rằng, các cái đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam họ trung thành với Đảng bởi vì họ nhận được những cái đặc quyền đặc lợi vô cùng to lớn. Và thưa quý vị, chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần, một cái bánh gato thì nó chỉ có ngần ấy phần. Và nếu như những cái đặc quyền đặc lợi của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam người ta chiếm nhiều phần hơn, thì cái bánh gato đó, phần còn lại nó càng teo tóp, và đến lượt người dân Việt Nam có lẽ không còn cái gì cả. Thưa quý vị, người ta nói tiền bạc đối với các quan chức cộng sản với những cái đặc quyền đặc lợi to lớn như vậy thì có lẽ không cần thiết với họ lắm. Nhưng thưa quý vị, đó là những cái nhận định theo chúng tôi là sai lầm, bởi những cái quan chức cộng sản Việt Nam hiện nay họ có những cái tham vọng không chỉ về mặt quyền lực mà về mặt quyền lợi, rồi cái cuộc sống của họ và gia đình, tiền đối với họ không biết bao nhiêu mà đủ. Nên ông Nguyễn Phú Trọng nói một cái câu rằng tiền bạc làm gì, chết có mang đi theo được đâu. Đó là những cái lời dối trá, đánh lừa nhân dân. Mà chính ông Nguyễn Phú Trọng tại sao không chịu công khai số lượng tài sản của ông, mà ông Nguyễn Phú Trọng biện minh cho rằng đó là những vấn đề liên quan tới đời tư, trong lúc Ban Bí thư đã ra một cái chỉ thị. Và mới nhất tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đó đã ký một cái nghị định của Chính phủ yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc cái việc kê khai tài sản. Ông Nguyễn Phú Trọng, nếu như ông là một người liêm khiết, một người trong sạch, tại sao ông không thống kê tài sản? Như chúng tôi nói với quý vị nhiều lần, lý do là ông Nguyễn Phú Trọng không thể nói, không thể kê khai. Bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng nhận rất nhiều những cái món quà hối lộ từ cấp dưới. Và thưa quý vị, nếu ông Nguyễn Phú Trọng không khai ra những cái khoản tiền hối lộ đó, thì cấp dưới người ta sẽ cười và người ta chửi vào mặt ông Trọng
là mày cũng làm cái thằng cha bối láo, nói dối không chớp mắt. Đó là lý do ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, cù nhầy trong cái việc công khai tài sản của cá nhân. Dù rằng các cái tầng lớp trí thức, các cái cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi các cái cán bộ cách mạng lão thành đã đồng loạt ký một cái kiến nghị yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải công khai tài sản. Và điều đó mới xảy ra vào năm 2018. Và thưa quý vị, một cái kẻ có tên là Nguyễn Phú Trọng phớt lờ những cái đề nghị như vậy, thì quý vị có thể đánh giá nhân cách của Nguyễn Phú Trọng ra sao? Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV liên quan tới cái vấn đề tại sao Nguyễn Phú Trọng nói tiền nhiều để làm gì? Và nếu chúng ta tính sổ đặc quyền đặc lợi của cá nhân ông Tổng Bí thư hay các cái thành viên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì quý vị sẽ thấy rõ tất cả sự thật đã được phơi bày. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng ở đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tới phút cuối và đề nghị quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách viết comment, bấm like và chia sẻ các cái thông tin của KTV tới nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều giới ở Việt Nam để mọi người biết tới một cái kênh chính trị đưa các cái thông tin nhanh chóng, trung thực. KTV là một cái cơ quan truyền thông đặt trên nền tảng đạo đức của nhà báo. KTV chỉ đưa những cái tin trung thực để phục vụ cho một cái công cuộc vận động dân chủ tiệm tiến, làm bước nào chắc bước ấy, trang bị cho người dân Việt Nam những cái kiến thức về mặt chính trị cũng như các thông tin trung thực để giúp cho mọi người có thể nhận rõ hiện tượng ở Việt Nam hiện nay trong mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Thưa quý vị, KTV là một tổ chức truyền thông. KTV không có chủ trương chống đối hay bênh vực, cổ suý cho bất kỳ thế lực chính trị nào. Nếu quý vị có những cái vấn đề, chủ đề quý vị quan tâm, cần KTV đi vào phân tích sâu, xin quý vị hãy liên lạc với chúng tôi trong phần comment. Và nếu quý vị có các ý kiến cũng như các cái bài viết quý vị thấy rằng cần được lan tỏa rộng rãi, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua phần email. Và quý vị có thể đặt các câu hỏi, kể cả việc đối thoại trực tiếp với chúng tôi trên hệ thống Messenger, trên trang Facebook Việt Thành KTV, và chúng tôi sẽ nhanh chóng hồi đáp các ý kiến của quý vị. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.